Rồi, chào các bạn nha. Thì tối nay mình sẽ đi nôm cá cho các bạn xem. Mới thấy một cái lóc này. Bò đi đâu mất tiêu rồi. Đây các bạn thấy con rùa không? Đây mình bắt con rùa này. Con rùa thì nôm mà soi được con rùa nè. Đã kìa. Rùa này để nuôi. Đấy, quá hên. Một con rắn chung. Bắt luôn. Cua rắn, rắn rùa. Bắt láng hết. Có cua đồng mà không có bắt. Thì nôm dính đây con bồ tọt nè, thấy không? Bồ tọt bắt luôn.
2 giờ. Đùng nó nhảy ra không có được. Đây ngày tối nay đi sôi được nhiêu nè, cá phi, hàng cá lóc, con rắn chung, con rùa, mùi tọt với con cá rô. Lụm được con rùa con, đập cá lóc là đủ ăn rồi. Cái lóc đồng nhỏ tôi thì chào các bạn nha, hẹn gặp lại các bạn trong các clip sau.